làm thế nào để chấm dứt việc tổng trọng tự tùng tự tác hại dân bảo vệ quan tham trong thời gian gần đây tình trạng các quan chức tham nhũng nhanh chóng xin nộp tiền khắc phục hậu quả trước khi tòa tuyên án đã trở nên hết sức phổ biến nghi can trần văn hiệp chủ tịch tỉnh lâm đồng chỉ một ngày sau khi bị khởi tố bắt giam đã nhanh nhẩu nộp ngay 4,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Hay trước đó trong vụ án Hạc Thành Thâu ở Thanh Hóa, các bị can là cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng, mỗi người đã nộp 22,5 tỷ đồng. Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm đại án Việt Á diễn ra. Bà Đinh Cẩm Vân, cựu giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa đã nộp 10 tỷ đồng. Ngoài ra, các bị can có liên quan còn lại trong vụ án ở Thanh Hóa cũng đã nộp tiền khắc phục sai phạm. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết tổng số tiền khắc phục sai phạm trong vụ án này là 55,8 tỷ đồng. Công luận thắc mắc và đặt câu hỏi với mức lương và phụ cấp bình quân của một lãnh đạo cấp tỉnh, ví dụ như bí thư tỉnh ủy cũng không quá 30 triệu đồng mỗi tháng. Vậy họ lấy đâu ra tiền để mà khắc phục hậu quả hàng chục tỷ đồng nhanh đến thế? Và câu trả lời đó là chính những đồng tiền do tham nhũng và nhận hối lộ mà có. Việc các quan chức tham nhũng may mắn nộp tiền khắc phục hậu quả là chủ trương mới và sáng tạo của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là chủ trương cán bộ nào đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì mình miễn xử hoặc xử nhẹ. Vấn đề này còn được Bộ Chính trị và Ban Bí Thư nghị quyết hóa theo yêu cầu của Tổng Bí Thư đó là thông báo số 20 BBT vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị cho phép lãnh đạo từ Ủy viên Trung ương trở lên nếu chót tham nhũng nhưng khắc phục được 2 phần 3 hậu quả gây ra và chủ động xin thôi chức sẽ được miễn truy tố hình sự. Ngoài ra, việc xin nộp tiền bồi thường trước khi tòa tuyên án được coi là yếu tố giúp cho các quan tham được nhẹ tội nghị quyết số 03 BBT 2020 về việc thu hồi tài sản tham nhũng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2021 có ghi rõ như sau. Nếu người phạm tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ trong quá trình tố tụng chủ động nộp lại ít nhất 3 phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ sẽ không áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt mà người phạm tội bị truy tố xét xử, kể cả mức án tử hình cũng sẽ được hạ xuống trùng thần. Trong khi luật pháp Việt Nam hiện hành vẫn quy định việc nộp lại tiền, tài sản do bị cáo phạm tội mà có là điều bắt buộc không được sử dụng tình tiết để giảm nhẹ cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh bến tre ông lý đức thọ bị công an khởi tố bắt giam mới đây nhà báo trần thanh cảnh đã có một status trên facebook cá nhân với tựa đề khi quan tham nộp tiền thì được nhẹ tội đã cảm thán như sau quan tham chẳng may bị lộ một vụ bị bắt ra tòa kết luận điều tra vụ ấy gây thiệt hại cho nhà nước xiz đồng quan bèn nhắn bảo người nhà trích ngân lượng đem nộp đổ vào ngân sách XYZ đồng, gọi là khắc phục hậu quả. Tòa khen có tinh thần. Cụ chủ lo bảo thế là được, ta chống tham nhũng, đặc thù Việt Nam rất chi là nhân văn. Nên nay, quan chẳng may số nhọ hơi đen, quay vào ô mất lượt, bị lộ một số vụ bay ghế đi tù, điền bổ thiệt hại cũng có bằng cái lồng ngỗng đã chén được từ xưa tới nay đầu. Nhà báo Trần Thanh Cảnh kết luận, nếu vô tư đi, thoải mái đi, đây con dai, lai dai trong trại ít hôm, như đi chỗ ngủ chỗ khác thôi mà. Rồi mai này ta lại vung vinh, bởi thế ở dưới tham nhũng kiểu gì, tham nhũng vẫn ổn định và phát triển mãi mãi mà thôi. Trong vấn đề chuẩn bị nhân sự cho các kỳ đại hội đảng, các khóa 12-13 lúc đó, bản thân ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam trên cương vị trưởng tiểu ban nhân sự đã nhiều lần nhấn mạnh như sau. Không để lọt vào trung ương, cán bộ kê khai tài sản không trung thực có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà đất, tài sản không nguồn gốc. Nhưng các đại án gần đây được đưa ra xét xử, hầu hết đều là các nhân sự được tuyển chọn kỹ càng, khoa học theo quy trình 3 năm 7 bước, mong trọng vẫn tự hào. Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vẫn ngồi trên ghế. Trường hợp của cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ khi mới bị khởi tố bắt giam gần đây có tài sản lên tới 3.000 tỷ đồng tiền gửi trong ngân hàng và 1.000 tỷ đồng cổ phần cổ phiếu đầu tư là một ví dụ. Điều đó cho thấy mức độ giàu có của đa số các quan chức lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là không thể tưởng tượng được. Cũng như việc quan chức giàu nhanh với nhiều tài sản không rõ nguồn gốc nhưng lại công khai giữa thanh thiên bạch nhật mà không hề bị xử lý. Do vậy, theo giới chuyên gia, nhà nước Việt Nam cần áp dụng nghiêm ngặt đúng và đủ luật pháp hiện hành phải có những bản án tù trung thân tuyệt đối không được giảm án để tăng tính giàn đè Cần sửa luật để tịch thu toàn bộ tài sản bất minh khi chủ nhân không giải trình được xuất xứ để mà xung công Có như vậy mới tránh được tình trạng tổng bí thư trọng, tự tung, tự tác, hại dần, bảo vệ cho quan tham như hiện nay Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thể báo đề với bản tin Làm thế nào để chấm dứt việc tổng trọng, tự tung, tự tác, hại dần Bảo vệ quan tham nhũng Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.Đ để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa, Thời báo.Đ Sự đại án Việt Á, Chu Tổng Đốc diễn hài tại tòa, sao không cho mặc đồ táo quần Bước sang ngày thứ ba của phiên tòa xét xử đại án Việt Á vào ngày 5 tháng 1 năm 2023, bị cáo Trung Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, vẫn là nhân vật trung tâm, được giới quan sát theo dõi kỹ càng mọi động thái. Bị cáo Trung Ngọc Anh bị Bộ Công an khởi tố và khám xét nơi ở vì đã nhận tới 200.000 đô la từ Phan Quốc Việt ngay tại phòng làm việc của Bộ trưởng. Nhưng ông Trung Ngọc Anh vẫn thoát tội nhận hối lộ. Tại tòa vào ngày 4 tháng 1, ông chu Ngọc Anh đã tỏ ra ân hận khi nói rằng ông rất đau xót vì không có cơ hội gặp lại Phan Quốc Việt để trả lại khoản tiền 200.000 đô la đã nhận. Không ngờ hôm nay lại có một sự chớ trêu xảy ra. Bị cáo Chu Ngọc Anh nói về việc số tiền 200.000 đô la nhận từ ông chủ Việt Á đã bị thất lạc. Tờ báo Lao động vào ngày 5 tháng 1 năm 2024 đưa tin với tựa đề bị cáo Trung Ngọc Anh nói về 200.000 đô la nhận từ ông chủ Việt Á bị thất lạc. Bản tin cho hay trong ngày 5 tháng 1, tòa án tiếp tục xét xử trong phần thẩm vấn của đại diện viện kiểm sát Hà Nội với bị cáo Trung Ngọc Anh về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Liên quan số tiền 200.000 đô la nhận từ bị cáo Phan Quốc Việt, bị cáo Trung Ngọc Anh khai trước tòa rằng một thời gian sau Việt mới đến báo cáo cảm ơn nên ông Chu Ngọc Anh chỉ nghĩ có vài bộ sinh phẩm xét nghiệm. Bởi thế ông không suy nghĩ gì, vứt bừa túi quà ở phòng ngủ phía trong. Theo báo lao động, công tố viên hỏi vặn, thế tại sao khi biết có tiền bỏ quên, bị cáo không mang tới nộp cho cơ quan điều tra luôn? Thì câu trả lời của Trung Quốc Anh là, dù dưới bất kỳ hình thức nào thì cũng sai rồi, nhận tiền của doanh nghiệp là sai, bởi thế bị cáo mới có dự định mà thậm chí là đặt ra kế hoạch phải tìm cách trả lại cho phản quốc Việt Công tố viên hỏi tiếp có đúng vậy không? Sao nhận tiền bằng đô la nhưng khi nộp khắc phục lại bằng tiền Việt Vậy cọc tiền US đô la giờ đang ở đâu? Ông Trung Bộ Anh giải thích Cuối tháng 9 năm 2020 khi dọn phòng làm việc để chuyển về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhậm chức chủ tịch Ông mới kiểm tra và lấy túi quà có 200.000 đô la Sau đó ông dọn dẹp cho tiền vào một chiếc cặp rồi cất vào vali để khi thuận tiện sẽ trả lại cho Việt nhưng khi đến trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông chưa có phòng làm việc ngay nên nhờ anh em mang vali về nhà cất ở Kara ô tô. Vẫn theo bị cáo Trung Ngọc Anh, giờ người thân gia đình tìm lại nhưng không biết chiếc cặp đựng số tiền đó đang ở đâu. Điều đó có nghĩa là món quà biếu thực chất là tiền hối lộ của công ty Việt Á bị Trung Ngọc Anh tìm đi và cáo trạng của Viện Kiểm sát đã xác định rất rõ điều này, rằng ông Trung Quốc Anh có vai trò là người đã ký quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu có sự tham gia của công ty Việt Á đồng ý để Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức họp báo nhằm hỗ trợ quảng bá hình ảnh ký xét nghiệm Việt Á ký quyết định khen thưởng và ký tờ trình đề nghị Thủ tướng khen thưởng công ty Việt Á đồng thời trong phần đối đáp vừa kể câu trả lời của Trung Quốc Anh là dù dưới bất kỳ hình thức nào thì cũng sai rồi nhận tiền của doanh nghiệp là sai toàn cảnh xét xử đại án Việt Á vào ngày 3 tháng 1. Công luận đặt ra câu hỏi tại sao cơ quan điều tra của Bộ Công an lại coi số tiền 200.000 đô la đó là quả biếu chứ không phải là tiền nhận hối lộ. Vậy số tiền 200.000 đô la là tiền phạm pháp là vật chứng của vụ án theo nguyên tắc phải nộp lại cho nhà nước nhưng số tiền đó lại bị thất lạc, nghĩa là sao? Dư luận đặt ra câu hỏi nếu không có sự bật đèn xanh của cơ quan điều tra Bộ Công an thì Trung Quốc Anh có dám khai bậy coi thường tòa như thế hay không hay là vội bê tiền đến nộp để mà khắc phục hậu quả. Nhà báo Lê Thành Phong đã viết một status trên trang Facebook cá nhân với tiêu đề Chu Cục Anh nói trẻ con nghe không lọt tai. Tác giả có viết rằng khi chủ tọa hỏi về chuyện nhận tiền của Việt Á, Nguyễn Thành Long trả lời tôi đã sai, tôi xin lỗi. Một câu ngắn gọn không quanh co, chối cãi, bởi vì có chối cũng không được. Đó là khôn ngoan, là còn liêm sỉ nhưng cựu bộ trưởng Trung Ngọc Anh thì lại khác. Ông Trung Ngọc Anh thừa biết đó là đồng tiền bất minh, nếu muốn trả lại là phải trả lại ngay lập tức. Ông chỉ gọi là Phan Quốc Việt có mặt ngay, cần chi cơ hội gặp mới phải trả tiền lại cho được. Ở đây rõ ràng là không thể nuốt trôi số tiền 200.000 đô la của Việt Á, phải trả lại, cứ thẳng thắn như vậy, còn giữ lại chút danh dự. Cựu Bộ trưởng Chủ tịch Hà Nội Trung Ngọc Anh bị cảnh sát áp giải vào tòa án. Còn nhà báo Đào Tuấn thì chua cay không kém trong sa sút trên trang cá nhân với tiêu đề Ôi thôi chết rồi, nhà báo viết. Diễn viên hài Chu Ngọc Anh tóc cát chân giày da, quần thô đóng thùng, áo khoác xanh tay chấp bụng lép tỏa. Nói xong, ông cười thành tiếng, chắc là kiểu cười hề hề, chứ dành. Còn số tiền 200.000 đô la nhận của Việt Á, cựu chủ tịch khai bỏ đâu đó trong phòng. Đến bây giờ, nhờ người thân gia đình tìm lại nhưng không biết chiếc cặp đựng số tiền đó đang ở đâu nữa. Giờ tôi tin cựu chủ tịch nhà chúng tôi hồn nhiên bẩm sinh không chỉnh sửa rồi đấy. Nhẽ ra ông lên TV diễn táo quân thì khỏi phải hóa trang làm gì. Dư luận xã hội trước phiên xử của đại án Việt Á có nhận xét chưa xét xử nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tìm mọi cách để giải cứu cho các quan tham. Phải chăng đó là lý do những phiên tòa gần đây các diễn biến không khác gì màn hài kịch, cười dưới nước mắt và một điều hiển nhiên rất rõ, pháp đình Việt Nam đã bị ma lực của đồng tiền chi phối và đó là điều có thật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin sửa đại án Việt Á, Chu Tổng đốc diễn hài tại tòa, sao không cho mặc đồ táo quần Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa, thời báo, chấm đề.